Thân chào các em. Tuần rồi thầy đã trao đổi với các em về nội dung số phức. Và bây giờ chúng ta bước vào nội dung của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. Và trước hết, thầy sẽ trao đổi với các em phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số là trường hợp đơn giản nhất và chúng ta theo dõi trên màn hình đây. Trước hết chúng ta định nghĩa phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số là gì? Là một phương trình vi phân cấp 2 và có dạng y2 phẩy cộng b nhân y phẩy cộng q nhân y bằng fx. Trong đó b và q là hai hằng số thực. F là một hàm số liên tục trên một miền D nào đó. Nhưng mà các em biết rằng là phương trình vi phân tuyến tính cấp n thì nó có dạng gì nào? Các em hình dung ra phương trình vi phân tuyến tính cấp n sẽ có dạng là an nhân cho đạo hàm bậc n của y cộng an trừ 1 nhân cho đạo hàm bậc n trừ 1 của y cộng an trừ 2 nhân cho đạo hàm bậc n trừ 2 của y cộng cho vân vân cộng cho a1 nhân với đạo hàm bậc 1 của y cộng với a0 nhân với đạo hàm bậc 0 của y, tức là nhân với y bằng fx. Thì ở đây chúng ta chỉ có cấp 2 thôi. Cấp 2 thì chúng ta có giống như a2 y2 phẩy cộng a1 y1 phẩy cộng a0 y bằng fx. Thì chúng ta luôn luôn giả sử rằng a2 khác 0 nên chúng ta chia cho a2 xuống. Thì chúng ta đặt cái này là b. Ví dụ như a1 chia a2 đặt là b, a0 chia a2 đặt là q chẳng hạn. Bên này là hồi nãy là dx, bây giờ là fx chẳng hạn đó. Thì trường hợp đơn giản là phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 và ở đây chúng ta cũng chỉ học tới cấp 2 thôi. Thì bây giờ chúng ta để giải phương trình 1 này, trước hết chúng ta giải cái phương trình thuần nhất tương ứng với 1, tức là ứng với fx bằng 0, ứng với b phải bằng 0 đó các em. Thế nào? Thì chúng ta giải phương trình 2, tức là phương trình 1 mà có b phải bằng 0 đó. Bây giờ chúng ta giải phương trình này. Thì thật ra cái phần mà ở đây chúng ta không nhắc tới đó là nếu như phương trình thuần nhất 2 này có hai nghiệm y1 và y2 độc lập tuyến tính thì nghiệm tổng quát của nó sẽ là C1 y1 cộng C2 y2 với mọi C1 C2 thuộc R. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ giả sử chúng ta tìm nghiệm riêng của phương trình 2 có dạng là y bằng ơ mũ kx. Thì chúng ta đạo hàm bậc 2 của nó sẽ là gì? K bình phương nhân ơ mũ kx nó nào, và đạo bậc 1 của nó là k nhân ơ mũ kx. Và thế vào đây thì chúng ta sẽ đặt ơ mũ kx làm thực số chung, còn lại là k bình phương cộng bk cộng cho q bằng 0. Thì thay vì giải cái phương trình hai này, chúng ta có thể giải cái phương trình đặc trưng của nó để tìm hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của nó, từ đó suy ra nghiệm tổng quát của nó. Đó là lý do tại sao chúng ta tìm nghiệm của phương trình đặc trưng là k bình phương cộng bk cộng q là vậy đó. Tức là chúng ta giả sử y bằng ơ mũ kx là một nghiệm riêng của phương trình 2 thì chúng ta sẽ dẫn tới điều này. Bây giờ chúng ta có các trường hợp sau với phương trình đặc trưng. Chúng ta nhớ là y2 phẩy là ứng với k bình phương, y1 phẩy là ứng với k mũ 1, y0 phải tức là y mũ 0 tức là 1 đó, ứng với k mũ 0 là 1 ở đây. Bây giờ chúng ta có 3 trường hợp của phương trình 3. Trường hợp thứ nhất là nếu như delta dương, tức là phương trình đặc trưng 3 này có hai nghiệm đơn phân biệt là k1 và k2, thì lúc đó nghiệm tổng quát của phương trình 2, tức là phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 1 ở trên đó, sẽ là chúng ta đặt là y0 bằng C1 ơ mũ K1X cộng C2 ơ mũ K2X với tất cả C1, C2 thuộc R. Các em nhớ lại nha. Nhớ là khi nó có hai nghiệm đơn thì nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là y0 bằng C1 ơ mũ K1X cộng C2 ơ mũ K2X.
với tất cả xe màu sai thuộc R. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì cái phương trình này nó có mấy trường hợp? Nó có 3 trường hợp. Trường hợp có 2 nghiệm phân biệt, trường hợp có nghiệm kép và trường hợp vô nghiệm. Nhưng mà bây giờ ở đây nó không vô nghiệm nữa mà nó sẽ có 2 nghiệm phức liên hợp. Đó là trường hợp thứ nhất chúng ta nói xong. Trường hợp thứ hai là phương trình đặc trưng 3 có một nghiệm kép là K. Thì lúc đó chúng ta nó có một nghiệm, chúng ta có một nghiệm gọi là nghiệm riêng là ơ mũ kx, và chúng ta tìm một nghiệm riêng thứ hai độc lập tuyến tính với nó là x nhân ơ mũ kx. Vậy thì nghiệm tổng quát của hai lúc này là y0 bằng c1 nhân ơ mũ kx cộng c2 nhân với x nhân ơ mũ kx với tất cả các c1 c2 thuộc R. Đó, đó là hai trường hợp của phương trình đặc trưng rồi, phải không? Chúng ta xét trường hợp thứ ba là nếu phương trình đặc trưng 3 có hai nghiệm phức liên hợp là k bằng a cộng trừ ib, thì cái nghiệm tổng quát của phương trình 2 là y0 bằng ơ mũ ax nhân cho c1 cos bx cộng c2 sin bx. Ở đây đáng lẽ là chúng ta có nghiệm tổng quát của nó là giống như là t1 nhân cho ơ mũ ax cộng trừ y cộng ibx rồi cộng với c2 ơ mũ ax trừ b bx bix. Thì dùng công thức Euler ở trước á, chúng ta sẽ biến đổi được về cái dạng này, biến đổi về dạng này. Ở đây các em chỉ nhớ dạng này đi, không cần chứng minh, mà các em nhớ cái công thức này để sử dụng. Tức là nếu như phương trình đặc trưng có hai nghiệm phức liên hợp a cộng trừ ib thì nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là y0 bằng ơ mũ ax, a ứng với số a đây nè, cộng với gì, c1 cos bx b đây nè, cộng c2 sin bx với tất cả c1 c2 thuộc R. Đó, các em nhớ 3 trường hợp để chúng ta làm bài tập. Còn phần chứng minh các em có thể không cần biết cũng được. Ví dụ cụ thể. Ví dụ giải phương trình y2 phải trừ 5y phải cộng 4y. Thì chúng ta sẽ có phương trình đặc trưng của phương trình 4 là gì? Y2 phải ứng với k bình phương nè. Y2 phải ứng với k mũ 2 trừ 5y phải ứng với trừ k mũ 1 trừ 5y 1 phải ứng với k mũ 1. 4y không phải ứng với k mũ 0 là 1 nhân với 4. Phương trình này có dạng A cộng B cộng C bằng 0 nên nó tương đương với K bằng 1 hay K bằng C trên A là bằng 4. Vậy thì nghiệm tổng quát của phương trình 4 sẽ là gì nào? Y0 bằng C1 ơ mũ K1 là 1 nè. K1x là x. Cộng với C2 nhân ơ mũ K2x. K2 là 4 nè. Đó. Với tất cả các C1, C2 thuộc về R. Nhưng ở đây chúng ta không ghi ra, chúng ta hiểu ngầm với nhau, ở trên đã nói rồi. Chúng ta không ghi ra C1, C2 thuộc R, nhưng mà hiểu ngầm ở đây là với tất cả các C1, C2 thuộc R. Thì đó là nghiệm tổng quát của phương trình 4. Chúng ta xét xem một ví dụ nữa với trường hợp nghiệm kép đi nào. Tức là phương trình đặc trưng có nghiệm kép đó. Chúng ta xét ví dụ 2. Giải phương trình y2 phải cộng 6y phải cộng 9y bằng 0. Đây là trường hợp phương trình đặc trưng có nghiệm kép nè các em. Bây giờ chúng ta có phương trình đặc trưng của phương trình 5 là y2 phẩy thì ứng với k mũ 2, y1 phẩy ứng với k mũ 1, y0 phẩy ứng với k mũ 0. Thì phương trình đặc trưng này có delta phẩy bằng 9 trừ 9 là bằng 0, tức là nó có nghiệm kép là bằng k bằng trừ 3. K bằng trừ 3 là nghiệm kép. Do đó nó có nghiệm tổng quát là gì các em? Y0 bằng C1 nhân ơ mũ trừ 3x cộng C2 nhân x nhân ơ mũ trừ 3x, không nào? Đó. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình 5 là Y0 bằng C1 nhân ơ mũ trừ 3x đây nè, trừ k, đây là k này, k là trừ 3 nè, nhân C2 nhân x rồi nhân cho ơ mũ kx, kx ở đây k là bằng trừ 3 này. Đó, thế vào thôi. Với tất cả các C1, C2 thuộc R. Ở đây chúng ta không ghi ra nhưng chúng ta hiểu ngầm với nhau rằng với tất cả các C1, C2 thuộc về R.
trong toán học các em biết là đôi khi nhiều khi tất cả đều hiểu rồi thì người ta không ghi ra nữa, nhưng mà phải hiểu ngầm với nhau điều đó. Giống như các em giải phương trình sin x bằng 0 thì tương đương với x bằng k pi, đáng lẽ phải ghi k thuộc z, nhưng đôi khi người ta không ghi k thuộc z thì các em cũng phải hiểu là k thuộc z, chúng ta hiểu ngầm với nhau như vậy. Có những cái mà tất cả mọi người đều biết thì không cần ghi và không cần nói ra, nhưng phải hiểu ngầm với nhau như vậy, chứ đừng có bắt bẻ nhau như vậy là sai, là không nên, không nào. Rồi chúng ta bước sang ví dụ thứ ba là chúng ta sẽ xét trường hợp phương trình đặc trưng có delta âm, tức là có hai nghiệm phức liên hợp đó các em. Đó. Bây giờ giải phương trình y2 phẩy cộng 4y phẩy cộng 5y bằng 0. Phương trình 6 có phương trình đặc trưng là gì? Y2 phẩy ứng với k mũ 2. 4 lần y phẩy ứng với 4k mũ 1. Y1 phẩy ứng với k mũ 1. 5y 0 phẩy ứng với k mũ 0, tức là 1 đó. Phương trình này có delta phẩy bằng mấy nào? Delta phẩy bằng 4 trừ 5 là trừ 1. Căn delta phẩy sẽ bằng gì? Cộng trừ y. Trừ 1, căn của trừ 1 là cộng trừ y. Căn delta phẩy là cộng trừ y. Do đó, phương trình này có nghiệm là trừ b phẩy cộng trừ căn delta. Ở đây chúng ta không cần cộng trừ nữa. Cộng căn delta là được rồi. Delta không là nó sẽ ra hai hai nghiệm là trừ 2 cộng trừ y. Ở đây chúng ta biết rằng a là trừ 2, b là 1 đó các em đó. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình 6 là gì? Y0 bằng ơ mũ trừ 2x trừ 2 ứng với số a này nè đó. Nhân với C1 cos của bx, b ứng với số 1 đây nè, b ứng với số 1. Cộng với C2 sin bx, b ứng với số 1 ở đây này đó. Và với tất cả các C1, C2 thuộc Z. Ở đây C1, C2 thuộc R chứ quên. C1, C2 thuộc R. Ở đây chúng ta không ghi ra. Không ghi ra nhưng mà hiểu ngầm với nhau là với tất cả các C1, C2 chạy trong R. Đó, đó là nghiệm tổng quát của phương trình 6. Chúng ta xét thêm một ví dụ nữa về trường hợp phương trình đặc trưng có delta âm nữa. Chúng ta viết xét thêm một ví dụ nữa về phương trình đặc trưng có delta âm. Ví dụ như giải phương trình 7 này này đó. Y2 phẩy trừ 3y phẩy cộng 3y bằng 0. Chúng ta xét phương trình đặc trưng của 7 là gì? Y2 phẩy ứng với k mũ 2 trừ 3y 1 phẩy ứng với trừ 3k mũ 1. 3y 0 phẩy ứng với 3k mũ 0, tức là 3. Phương trình này có delta bằng gì? Delta bằng 9 trừ 4ac là trừ 12 là bằng trừ 3. Do đó căn của trừ 3 là bằng cộng trừ y căn 3. Đó, cộng trừ y căn 3. Trừ b nè, k bằng trừ b là 3 nè. Cộng căn delta là cộng trừ y căn 3. Chia cho 2a là chia cho 2. Chúng ta có phương trình này tương đương với k có hai nghiệm phức liên hợp. Và như vậy, nghiệm tổng quát của phương trình 7 là gì? Y0 bằng ơ mũ AX, A là 3 phần 2 này các em, nhân với C1 cos của BX, B là căn 3 trên 2 này đó, cộng với C2 sin BX với B là căn 3 trên 2 này đó. Chúng ta thế vào K bằng A cộng trừ IB đó các em đó. Thì A là 3 phần 2 và B là căn 3 trên 2, thế vào đây thôi đó. Nhớ công thức đó để thế vào. Và ở đây với mọi C1, C2 thuộc về R, nhưng chúng ta hiểu ngầm với nhau và không ghi ra. Hiểu ngầm với nhau là với mọi C1, C2 thuộc R và không ghi ra. Ví dụ vừa rồi là chúng ta chấm dứt cái phần phương trình thuần nhất, tìm nghiệm phương trình thuần nhất ứng với ba trường hợp. Bây giờ chúng ta xét phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng và không phải là phương trình thuần nhất, nghĩa là fx tổng quát chứ không phải fx bằng 0 như ở trên nữa. Không nào. Bây giờ để giải phương trình 2 này chúng ta có nhiều cách giải, nhưng ở đây chúng ta sẽ chọn một cách giải đơn giản là tìm nghiệm riêng của phương trình để giải phương trình 1 này chứ. Ta có nhiều cách giải và chúng ta chọn một cách giải là tìm một nghiệm riêng của phương trình 1 và nghiệm tổng quát của phương trình 2, tức là phương trình thuần nhất tương ứng với 1.
Giống như trong đại số tuyến tính vậy đó các em. Nghiệm tổng quát của một phương trình, nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất là gì? Bằng một nghiệm riêng của nó cộng với nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng. Thì ở đây cũng vậy, ở đây cũng giống như trong đại số tuyến tính vậy đó. Bây giờ bước 1 là chúng ta giải phương trình thuần nhất 2, tức là ứng với vế phải bằng 0 nè. Là cách giải như đã trình bày phía trên đó các em, như đã trình bày phía trên là chúng ta có bốn ví dụ phía trên đó. Bây giờ chúng ta gọi y0 là nghiệm tổng quát của phương trình 2, tức là phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 1. Bây giờ bước 2 là chúng ta đi tìm một nghiệm riêng của phương trình 1 này nè. Chúng ta đặt là IR, giống như viết tắt của chữ riêng vậy đó. Là nghiệm riêng của phương trình 1. Thì nghiệm tổng quát của phương trình 1 sẽ là gì? Là bằng một nghiệm riêng của nó cộng với nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng. Đó. Nó giống như trong đại số tuyến tính này các em. Nghiệm tổng quát của phương trình 1 tức là có vế phải khác không nè. Bằng một nghiệm riêng của nó cộng với nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng. Đó. Cái điều này nó giống như trong đại số tuyến tính. Nếu các em học hệ phương trình tuyến tính rồi thì các em biết điều này. Chính vì đó mà cái phương trình vi phân này được gọi là phương trình vi phân tuyến tính là vậy đó. Phương trình tuyến tính là lý do đó. Và bây giờ chúng ta xét cái phương trình này với việc tìm nghiệm riêng của phương trình 1 với hai dạng tương đối đặc biệt mà tương đối thường gặp và thường dùng. Chúng ta sẽ xét hai trường hợp đặc biệt thôi, tức là một trường hợp là fx có dạng là ơ mũ ax nhân cho bnx, và một trường hợp fx có dạng là ơ mũ ax nhân cho một hàm đa thức nào đó nhân với cos bx cộng một đa thức nào đó nhân với sin bx nữa, vậy đó. Giờ chúng ta xét hai trường hợp đặc biệt là fx có dạng là ơ mũ ax nhân cho một đa thức bậc n, không, ơ mũ ax nhân đa thức bậc n, bn là đa thức bậc n. Bây giờ trong trường hợp a này nè các em, chúng ta có ba trường hợp cho cái dạng này, cái dạng fx bằng ơ mũ ax bnx. Trường hợp thứ nhất á, là chúng ta xét a này nè không là nghiệm của phương trình đặc trưng đó. Trường hợp thứ nhất là a này nè các em, a chỗ đây nè không là nghiệm của phương trình đặc trưng, phương trình đặc trưng ba đó. Thì khi đó một có một nghiệm riêng có dạng là giống như cái này thôi các em, mà nó khác cái bx thôi, khác bnx, nó thành là một cũng đa thức bậc n nè, nhưng là quy, có thể nó trùng mà 99% là nó khác, phải không nào? Với một nghiệm riêng IR bằng ơ mũ ax giống nè, đa thức bậc n là giống, nhưng ở đây chúng ta ký hiệu là qnx, tại vì dù là cùng đa thức bậc n nhưng hai đa thức này thường thường là nó khác nhau, phải không? 99% là nó khác nhau đó, nó có cùng dạng thôi, nó cùng dạng đó. Đó là trường hợp thứ nhất là như vậy. Thì qnx là một đa thức bậc n hoặc là bậc nhỏ hơn, nhỏ hơn hay bằng n, bậc nhỏ hơn hay bằng n, tức là n là lúc đó nó có n hệ số rồi, ví dụ như tam thức bậc 2 thì có ba hệ số abc đó. Đa thức bậc n là có an an trừ một, a một, a không, vân vân. Nhưng mà nếu an là bằng không thì nó là đa thức nhỏ hơn n, bậc nhỏ hơn n, nhưng thông thường nó là đa thức bậc n là có n cộng một hệ số cần xác định. Ví dụ như tam thức bậc 2 đó, là đa thức bậc 2 đó là có ba hệ số, đa thức bậc 1 thì có hai hệ số, đa thức bậc 4 thì có năm hệ số, đa thức bậc n thì có n cộng một hệ số, vậy đó các em. Đó. Đó, chúng ta xét trường hợp thứ nhất là a không là nghiệm của phương trình đặc trưng, không nào. Rồi chúng ta xét trường hợp thứ hai, a là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng. Cái này là chúng ta ghi lại thôi, trường hợp A đó. Và bây giờ xét trường hợp thứ hai nè, A là một nghiệm đơn của phương trình đặc trưng 3. Thì lúc đó một có nghiệm riêng có dạng là IR bằng, nếu hồi nãy là I1 chẳng hạn các em, nếu nãy là I1 nè, thì bây giờ IR chúng ta là bằng X nhân với I1 hồi nãy đó.
là một nghiệm đơn thì nhân với x mũ 1 nữa vô đó. Sau đó các anh thấy nếu là nghiệm kép thì nhân với lấy cái y 1 đó nhân với x mũ 2 vậy thôi đó. Nếu cái nghiệm trong trường hợp không là nghiệm thì nó là y 1 là ơ mũ a x quy mũ quy n x, thì bây giờ nó là nghiệm đơn thì nhân thêm với x nữa thôi, x nhân với y 1, với y 1 là trường hợp a không là nghiệm. Tương tự như vậy chúng ta xét trường hợp thứ ba, nếu a là nghiệm kép chẳng hạn thì nghiệm riêng sẽ là ir bằng y 1 này nè nhân với x bình phương, nghiệm kép, kép là giống như 2 đó, nhân với x bình phương, nghiệm đơn là 1 là x mũ 1 vậy đó. Các anh nhớ trường hợp 1 y thôi, các anh suy ra trường hợp 2 y và trường hợp 3 y sau đây không nào. Bây giờ đây là 2 y là nhân với x, nghiệm đơn nhân với x, nghiệm kép thì nhân với x bình phương vậy thôi. Nhớ trường hợp thứ nhất là không là nghiệm là ơ mũ a x nhân với quy n x, mà cái trường hợp này nó cũng giống như cái dạng này thôi này đó. Rồi chúng ta xét trường hợp thứ ba, quy n x giống như trên thôi, không có gì để nói nữa thôi nào. Rồi chúng ta sẽ xét trường hợp thứ ba. Rồi trường hợp thứ ba, nếu a là một nghiệm kép của phương trình đặc trưng 3 thì một có nghiệm riêng có dạng là như chúng ta đã nhận xét ở trên đó, là ir sẽ bằng y 1 là trường hợp không là nghiệm, a không là nghiệm, nhân với kép này nhân với x mũ 2, hồi nãy đơn này nhân với x mũ 1 đó, cũng dễ nhớ thôi. Các anh chỉ cần nhớ trường hợp thứ nhất là không là nghiệm là nó giống cái dạng này, nó khác cái hà ở đây là bn, ở đây qn vậy thôi. Thì cả ba trường hợp các anh chỉ cần nhớ một trường hợp, suy ra hai trường hợp kia là trường hợp nghiệm đơn nhân với x, trường hợp nghiệm kép nhân với x bình phương vậy thôi, không nào. Rất đơn giản và rất dễ nhớ. Các anh nhớ một trường hợp, suy ra hai trường hợp còn lại. Và dĩ nhiên qn là đa thức bậc nhỏ hơn bằng n, như đã nói ngay trường hợp đầu thôi, không nào, như đã nói ở trên. Là nhắc lại là các em nhớ trường hợp không là nghiệm thì nó là y 1 là này, nghiệm đơn thì là x nhân cho y 1, nghiệm kép là x bình phương nhân cho y 1 vậy đó. Rồi giờ chúng ta sẽ có những ví dụ cụ thể để làm minh họa ba trường hợp chúng ta vừa nói ở trên, và để thấy rằng tìm nghiệm riêng cũng đơn giản thôi, không có gì cả, không nào. Ví dụ như chúng ta giải phương trình sau đây: y 2 phẩy trừ 3 y phẩy cộng 2 y bằng ơ mũ x nhân cho 2 x trừ 3. Thì ở đây chúng ta có bn x là một đa thức bậc nhất nè, ơ mũ a x a bằng 1 này đó, đó nè. Trước hết chúng ta giải phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 8 là y 2 phẩy trừ 3 y phẩy cộng 2 y bằng 0. Đây là phương trình thuần nhất tương ứng với 8. Thì chúng ta có phương trình đặc trưng của phương trình này là y 2 phải ứng với k mũ 2, y 1 phải ứng với k mũ 1, y 0 phải ứng với k mũ 0. Cái này có dạng là a cộng b cộng c bằng 0. Nó có nghiệm là k bằng 1 hay k bằng 2. Do đó phương trình thuần nhất tương ứng sẽ có nghiệm tổng quát là gì? Phương trình thuần nhất tương ứng sẽ có nghiệm tổng quát là y0 bằng c1 ơ mũ x cộng c2 ơ mũ 2x. Ở đây chúng ta có k1 bằng 1 và k2 bằng 2 đó. Rồi bây giờ công việc sắp tới của chúng ta là đi tìm một nghiệm riêng của phương trình đã cho, phải không nào? Bây giờ chúng ta đi tìm một nghiệm riêng của phương trình 8, tức là phương trình không thuần nhất. Đây là chúng ta có vế phải của phương trình 8 này các em. Đó, vế phải của nó là ơ mũ x nhân cho 2x trừ 3, tức là bnx đó. Bn ở đây chỉ là đa thức bậc nhất, nó có hai hệ số thôi. Bx là đa thức bậc nhất, tức là n bằng 1, tức là nó có dạng ax cộng b thôi. A bằng 1 đây này, a bằng 1 trường hợp này lại là một nghiệm đơn của phương trình đặc trưng. Do đó một nghiệm riêng sẽ có dạng là gì? Một nghiệm riêng sẽ có dạng là ir bằng này, x nè, nghiệm đơn nhân với x nữa nè, nhân với ơ mũ x là cái này giữ lại nè, nhân với quy một x là một cái đa thức cùng bậc với đa thức này nè, nhưng mà nó có thể giống và 99% là nó khác, nên nó biết là ax cộng b. Thì chúng ta có thể nhân x vô đây nè, ơ mũ x bằng ax bình phương cộng bx, rồi chúng ta đi tìm a và b thôi,
có một nghiệm riêng thôi thôi nào. Thì Q1 này, Q1 đây này, Q1 là đã thức bậc nhất thôi, hoặc là nhỏ hơn bậc nhất, nếu A bằng 0 thì nhỏ hơn bậc nhất thôi nào. Còn đa thức bậc 0 tức là nó chỉ cái hằng số không các em đó. AB là chúng ta cần đi tìm này, đó AB cần đi tìm. AB cần đi tìm. Rồi bây giờ chúng ta viết lại cái nghiệm riêng là bằng E mũ x nhân A x bình phương cộng B x. Chúng ta lấy đàm bậc nhất của IR và lấy đàm bậc 2 của IR rồi thế vào phương trình đã cho phải không? Đàm bậc nhất của nó này là u phẩy v là như cũ này, cộng v phẩy u, v phẩy là 2x cộng b u. Rồi bây giờ đàm bậc 2 của nó chúng ta áp dụng công thức là u nhân v, thì đàm bậc 2 là u 2 phẩy nhân v 0 phẩy là e mũ x nhân cái này đó, cộng 2 lần u 1 phẩy nhân v 1 phẩy. U 1 phẩy là chính cái này, v 1 phẩy là cái này, 2x cộng b cộng với gì? Cộng với u 0 phẩy nhân cho v 2 phẩy, tức là cái này đàm bậc 2 là ra 2a này đó. Rồi bây giờ thế y y phẩy y 2 phẩy vào phương trình 8 này. Thế y y phẩy và y 2 phẩy vào phương trình 8. Rồi sau đó chúng ta chia hai vế cho e mũ x thế nào. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thế vào trước rồi chia sau phải không? Thế vào trước đi. Rồi từ từ chia sau. Chúng ta thế thế y y phẩy y 2 phẩy vào phương trình 8, rồi sau đó sẽ chia 2x, chia hai vế cho e mũ x, rồi chúng ta cứ thế vào trước rồi từ từ sau chia sau, nhưng chúng ta nói trước thì thôi. Trước hết là chúng ta sẽ thế vào, trước hết chúng ta thế vào trước rồi chia sau đó. Đó các em thấy đây nè, đây là gì? Đây dòng này là y 2 phẩy này, y 2 phẩy, y 2 phẩy là bằng e mũ x nhân cho ax bình phương cộng bx cộng 2 lần e mũ x nhân cho 2x cộng b cộng cho e mũ x nhân cho 2a, đó là y 2 phẩy, trừ cho 3 y, y là cái này này, y, quên, trừ cho 3 y phẩy là này, y phẩy là e mũ x nhân cho ax bình phương cộng bx cộng cho e mũ x nhân cho 2x cộng b cộng cho 2 lần y, y là này này các em đó, y là này đó, bằng vế phải là fx. Điều này đúng với mọi x, điều này đúng với mọi x. Đáng lẽ thế vào và chia hai vế cho e mũ x luôn, nhưng mà chúng ta thế vào trước đi rồi chia sau cho nó dễ theo dõi không nào. Và bây giờ các em thấy là gì? Các em thấy là chia cho e mũ x đi, chia cho e mũ x thì các em cái ở đây có là ax bình phương cộng bx là một nè, hai lần nè, ax bình phương cộng bx là ba lần, ba lần trừ cho ba lần ax bình phương cộng bx là mất mất cái ax phương cộng bx rồi các em không nào. Giờ các em thấy cái gì nữa? Hai lần của 2ax cộng b, cái này là trừ 3 lần của 2x cộng b, là còn trừ 1 lần của 2x cộng b. Thì chúng ta xuống thấy xuống dưới đây là trừ 1 lần của 2x cộng b, tức là trừ 2x trừ b. Rồi còn cái này gì nữa? Còn cái cuối cùng là 2a này, 2a này viết xuống này. Ở đây là chúng ta chia hai vế cho e mũ x rồi. Đơn giản chúng ta được như vế trái như thế này nè. Vế phải chia cho e mũ x rồi còn 2x trừ 3. Thì điều này bằng nhau với mọi x. Không. Thì chúng ta sẽ có là bậc nhất bằng bậc nhất, bậc không bằng bậc không. Chúng ta có thể viết dấu tương đương ở đây cũng được. Nhưng mà chúng ta nói thêm câu là đồng nhất thức trên sẽ tương đương với, hoặc là viết dấu tương đương cho đây được rồi các em. Tương đương với gì? Trừ 2a sẽ bằng 2 và trừ b cộng 2a sẽ bằng trừ 3. Thôi nào, đó. Trừ 2a bằng 2. Bậc nhất, hệ số của bậc nhất bằng hệ số bậc nhất, hệ số bậc không bằng hệ số bậc không. Tương tự như vậy, bậc n cũng vậy, cho từng hệ số nó bằng nhau. Rồi chúng ta giải cái hệ phương trình này, chúng ta được là A bằng trừ 1. Thế giờ đây chúng ta được B bằng 1 luôn, không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có một nghiệm riêng là gì? Là IR bằng, nghiệm riêng là IR bằng gì? X nhân cho E mũ x ái cộng B là trừ x cộng 1 này các em. Không thôi, các viết cái này vô trong cũng được. E mũ x nhân cho trừ x bình phương cộng x cũng được. Để x ở bên ngoài cũng được, viết vô trong cũng được. Rồi có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng, có nghiệm riêng. Vậy thì chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là gì? Là lấy
chúng ta lấy cái nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất đó. Không thuần nhất, đây là một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất 8. Bây giờ chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất 8 là chúng ta lấy một nghiệm riêng của nó. Lấy nghiệm riêng của nó cộng với nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất tương ứng là y0 nè. Ở đây là có chữ là nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 8 là này các em đó. Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 8 là một nghiệm riêng của nó cộng với nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng. Và nghiệm riêng của nó là x nhân ơ mũ x nhân với trừ x cộng 1 này đó. Cái này đem xuống đây này đó. Và nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là y0 là bằng c1 ơ mũ x cộng c2 ơ mũ 2x. Đó. Thì đây là nghiệm tổng quát của phương trình 8 đó các em. Nghiệm tổng quát của phương trình 8. Phương trình không thuần nhất. Ở đây là các cái dòng là nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 8 là đó. Đây là nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất là bằng một nghiệm riêng của nó cộng với nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng. Và ở đây với tất cả các C1, C2 thuộc về R đó. Với C1, C2 là hai số thực tùy ý thuộc về R đó. Thì chúng ta có nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất 8 là như thế này. Ví dụ giải phương trình y2 phẩy trừ 4y phẩy cộng 4y bằng ơ mũ x nhân với x bình phương cộng 1. Hồi nãy là cái bnx là bậc 1, bây giờ chúng ta cho bậc 2, tăng thêm một bậc thì nó phức tạp hơn và khó hơn chút. Bây giờ trước hết chúng ta sẽ giải phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình chính là cho vế phải bằng 0 nè các em. Cho vế phải bằng 0 phải không nào? Là chúng ta có y2 phải trừ 4y cộng 4 trừ 4y phải cộng 4y bằng 0. Đây là phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình chính, tức là cho vế phải bằng 0. Ta có phương trình đặc trưng là gì? Y2 phải ứng với k mũ 2 trừ 4y phải trừ 4k mũ 1. 4y mũ 0 ứng với 4k mũ 0, tức là k mũ 0 là 1 đó. Phương trình này có nghiệm gì các em? Nhưng có nghiệm kép k bằng 2 không nào? Đó. Có delta phải bằng 0, có nghiệm kép k bằng 2. Nghiệm kép k bằng 2, k bằng 2 không là nghiệm của A này, A không là nghiệm của phương trình đặc trưng không nào. Nhưng nghiệm kép k bằng 2 thì một nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng sẽ là gì nào? Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là y0 bằng c1 ơ mũ 2x k bằng 2 đó các em, cộng với c2 nhân x ơ mũ 2x, c2 nhân x ơ mũ 2x. Chúng ta viết x phía trước cũng được, viết x ở đây cũng được. Đó. Với tất cả các c1, c2 thuộc R. Có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng rồi, chúng ta đi tìm một nghiệm riêng của phương trình đã cho, tức là phương trình chính đó các em. Và đi tìm một nghiệm riêng của phương trình chính nào. Giờ kế tiếp là chúng ta đi tìm một nghiệm riêng của phương trình chính. Bây giờ chúng ta đi tìm một nghiệm riêng của phương trình chính, tức là phương trình không thuần nhất đó. Chúng ta để ý rằng vế phải của phương trình chính là ơ mũ x nhân với x bình phương cộng 1. Thì chúng ta thấy A đây bằng mấy? A bằng 1. BNX là một đa thức bậc 2 phải không? Đó. Tức một tam thức bậc 2 hay một đa thức bậc 2 đó. BN là đa thức bậc 2 và A đây bằng 1. A bằng 1. Mà nghiệm của phương trình đặc trưng là 2, do đó A bằng 1 không là nghiệm của phương trình đặc trưng. Nên một nghiệm riêng của chính sẽ có dạng là gì? Là ơ mũ x nhân cho AX bình phương cộng BX cộng C thôi nè. Đúng không? Dạng giống như vậy thôi. Đây là tam thức bậc 2 thôi. Nghiệm riêng là ơ mũ x nhân cho AX bình phương cộng BX cộng C. Thì đây đa thức bậc 2 cùng bậc với cái này. Nhưng là nó khác với cái này. 99% nó khác, phải không? Đôi khi nó bằng, như 99% là nó khác. Nó cùng bậc thôi nhưng nó khác thôi nào. Bây giờ vấn đề là chúng ta đi tìm ABC thôi nào.
Vì chúng ta đi tìm ABC. Khi A bằng 0 thì nó có thể là đó thức bằng 1 cũng được. Nhưng mà thông thường nó là đó thức bằng 2. Thế nào? ABC là ba số cần cần xác định, cần đi tìm. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đạo hàm bậc nhất và đạo bậc 2 của IR này rồi thế vào phương trình đã cho không nào? Tương tự như cái ví dụ ở trên thôi. Chúng ta sẽ đi lấy đạo hàm bậc nhất và lấy đạo hàm bậc 2 của IR. Chúng ta viết lại. Chúng ta viết lại IR của chúng ta là E mũ x nhân AX bình phương cộng BX cộng C. Chúng ta suy ra đạo bậc nhất của IR là U phải V là V viết lại này các em đó. Cộng với V phải là này này, 2 AX cộng B này, nhân cho U là E mũ x này đó, là Y phải. Rồi đạo hàm bậc 2 của nó chúng ta áp dụng công thức là U nhân V đạo hàm bậc 2 là gì? Là U 2 phải nhân V 0 phải cộng 2 lần U 1 phải nhân V 1 phải cộng với U 0 phải nhân V 2 phải. Đó các em, đây này, áp dụng như vậy phải không? Cái này là gì đây? Đây là U 2 phải nè, là E mũ x, đạo bậc 2 vẫn là E mũ x. Nhân cho gì? V 0 phải là chính bản thân cái này nè, đó. Cộng cho 2 lần nè, nhân cho U 1 phải vẫn là E mũ x. V 1 phải tức là lấy đạo hàm bậc 1 của cái này là 2 AX cộng B. Cộng cho gì? U 0 phải là E mũ x. Cộng cho V 2 phải tức là 2A nè. Đạo hàm cái này là 2A đó. Chúng ta có Y, R, Y phải R và Y R 2 phải này đó. Thế vào. Thế vào phương trình chính đó các em. Thế vào phương trình chính. Và đồng thời chia 2 V cho E mũ x. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thế vào trước rồi chia sau phải không? Chúng ta nói trước nhưng mà thế vào trước đi là chia sau cho dễ hiểu. Trong khi làm bài tập các em có thể vừa thế vào và vừa chia luôn cho nó gọn cũng được. Nhưng ở đây vậy vì học nên chúng ta viết nó hơi dài dòng một chút phải không? Thế vào trước và chia sau. Khi làm bài tập thì các em bỏ luôn cái E mũ x ở đây này, bỏ E mũ x đây, bỏ E mũ x ở đây. Bỏ E mũ x ở đây, bỏ E mũ x ở đây. Bỏ E mũ x ở đây và bỏ E mũ x ở đây cho nó dễ. Nhưng ở đây vì chúng ta đang học nên chúng ta viết dài dòng một chút phải không? Để cho chúng ta thấy dễ hiểu hơn thôi. Rồi thế vào thì ở đây là gì đây? Đây là Y 2 phẩy nè các em đó, Y 2 phẩy. Trừ cho 4 lần gì? Đây là Y phẩy nè, trừ cho 4 lần Y phẩy. Trừ cho 4 lần Y phẩy. Cộng cho gì? Cộng cho 4 lần Y nè, đó, cộng cho 4 lần Y. Bằng fx, fx là E mũ x nhân cho x bình phương cộng 1. Bây giờ chúng ta chia 2 vế cho E mũ x phao nào. Coi như các em ở đây không còn E mũ x nữa, có 2 vế nữa. Các em chỉ để ý là những cái A x bình phương cộng x cộng C với 2 AX cộng B với lại 2A thôi. Để ý mấy cái đó thôi. Bây giờ các em để ý nè. Ở đây mấy lần A x bình phương cộng x cộng C nào? Một lần. Cái này mấy lần? Cái này 4 lần. Cái này là mấy lần? 4 lần. 4 lần trừ 4 lần là mất. Là còn 1 lần phải không? Còn 1 lần cái này nè. Đó. Các em thấy không? Vậy là chúng ta còn 1 lần AX bình phương cộng BX cộng C phải không nào? Đó. 1 lần nè. AX bình phương cộng BX cộng C. Và bây giờ chúng ta xét cái số này coi thứ còn mấy lần. 2AX cộng B còn mấy lần nào? Ở đây là 2 lần nè. Ở đây là trừ 4 lần là còn trừ 2 lần nè. Đó. Rồi cái 2A này đem xuống đây thôi. Vế phải là còn x bình phương cộng 1. Chúng ta rút gọn vế trái đi các em. Rút gọn vế trái trước khi đồng nhất hai vế. Rút gọn vế trái. Chúng ta viết lại cái vừa rồi đó. Viết lại vừa rồi chứ. Chưa rút gọn. Bây giờ dòng kế tiếp chúng ta mới rút gọn. Mà ở đây chúng ta không cần rút gọn luôn cũng được. Chúng ta thấy là mũ 2 nè, ở đây mũ 2 A sẽ bằng mấy? A bằng 1 nè, phải không? A bằng 1. A bằng 1. Và chúng ta tính luôn, thay vì rút gọn viết ra chúng ta không viết ra cũng được. Ở đây là bậc 1 là gì? Là trừ 4A cộng với B, phải không? Trừ 4A cộng B. Bậc 1 ở đây là bằng không có, là bằng 0. Và bậc 0 nè các em, bậc 0 là 2A nè, là 1. Gì nữa? Trừ 2B nè, phải không? Trừ 2B cộng C bằng 1. Rồi. Giải hệ phương trình này một học sinh lớp 7 nào cũng giải được phải không? Có sẵn rồi thế vô thôi, không kem. Hệ phương trình này sẽ tương đương với A bằng 1
B bằng 4 và C bằng 7. Từ đó chúng ta sẽ có một nghiệm riêng, phải không? Một nghiệm riêng. Một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất chính là gì? IR chúng ta ký là E mũ AX là E mũ X. AX bình phương là X bình phương. Cộng BX là 4X, B bằng 4. Cộng C là cộng 7 này, đó. Có nghiệm riêng của phương trình chính và nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng, chúng ta cộng lại chúng ta sẽ có nghiệm tổng quát của phương trình chính là Y bằng Y0 cộng với IR. Y0 là này nè các em, tức là phương trình tổng quát của phương trình không thuần nhất tương ứng với chính này, đó là C1 E mũ 2X cộng X nhân C2 E mũ 2X cộng với nghiệm riêng của nó là E mũ X nhân cho X bình phương cộng 4X cộng 7 với tất cả các C1, C2 thuộc về R. Với tất cả các C1, C2 thuộc về R. Đó. Với tất cả các C1, C2 thuộc R. Thì vừa rồi cái ví dụ trước đó, các em là cái BNX là bậc 1. Ở đây BNX là bậc 2 thì nó khó hơn chút xíu thôi. Không? Nó nhiều hệ số để xác định hơn. Nhưng mà cũng dễ thôi. Cũng không có gì khó khăn lắm. Và cái ví dụ này đã kết thúc bài học hôm nay của chúng ta. Thân ái chào các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình kỳ tới.